Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái công cụ đo độ dài, đo góc, đo diện tích trong Navisworks. Thì thông thường ấy thì tất cả các kích thước các bạn có thể đo trong Revit hay AutoCAD thì các bạn đã biết trước những cái đấy rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì trong môi trường Navisworks thì đôi khi các bạn cũng cần phải sử dụng cái công cụ đo để các bạn đo kích thước của đối tượng. Thì trong bài này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái công cụ đấy. Thì trước khi các bạn sử dụng cái công cụ đo này, các bạn cần phải biết là khi chúng ta đo ấy, thì cái đơn vị đo ra nó là cái gì. Thì các bạn sử dụng cái lựa chọn chữ Navisworks trên này, các bạn kích vào Option cho mình. Thì trong này có nhiều lựa chọn Option, thì chúng ta kích vào mục Interface, mục Display Units. Thì các bạn thấy ở đây là mình đang chọn độ dài đo là mm, các bạn có thể chọn cái độ dài là mét, vân vân. Rồi bên dưới này là số chữ số thập phân, thì mình để là 0. Mình kích OK. Rồi bây giờ mình tiến hành đi đo. Bây giờ mình sẽ zoom lại ở một cái mặt này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đo những cái thông số của cái mặt này. OK. Đây. Các bạn sử dụng cái tab Review. Trong cái tab review nó có panel measure này. Đấy. Bây giờ các bạn kích vào nút measure này thì các bạn thấy nó có rất nhiều các lựa chọn đo, chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu. Đầu tiên là đo độ dài từ một điểm đến một điểm thì chúng ta lựa chọn cái lựa chọn đầu tiên này, point to point. Các bạn kích vào đây. Thì khi các bạn kích hoạt cái lựa chọn đo ấy, thì Navisworks nó sẽ tự động nó bắt cái mặt. Đấy. Khi mình đưa vào cái mặt đứng này thì nó hiện lên cái hình ô vuông mặt đứng, tức là nó bắt cái mặt đấy. Nhưng khi các bạn di chuyển lên cái mặt nghiêng ấy, thì nó cũng bắt cái mặt nghiêng cho các bạn. Đấy, thì đây là điểm rất hay của Navisworks. Và đặc biệt trong Navisworks 2019 nó cải thiện cái đo độ dài của công nó cải thiện cái công cụ đo độ dài này rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử đo từ điểm này. Khi các bạn đưa chuột vào cái điểm cần bắt ấy, thì các bạn thấy là nó có chế độ snap bắt điểm luôn, nó bắt cái điểm đấy. Rồi mình sẽ kéo đến đến điểm bên này. Đấy, thì các bạn thấy là mình chưa kích nữa, nó đã hiện là 12.600 mm. Khi mình kích chuột thì các bạn thấy nó hiện đây 12.600 mm như thế này. OK. Để mà xóa bỏ đi cái đường đo kích thước tạm thời này, các bạn kích vào nút clear trên cái panel measure này. Bạn kích vào đây, nó sẽ xóa bỏ đi. OK, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái công cụ đo tiếp theo là chúng ta point to multiple point, tức là đo từ một điểm đến nhiều điểm khác nhau. Ở đây mình sẽ ví dụ chúng ta kích vào đây. Ví dụ các bạn kích vào điểm này. Rồi, kích vào điểm này. Rồi nó đo 12.600 thì các bạn thấy là nó vẫn giữ nguyên cái điểm đầu tiên chúng ta kích chuột để cho chúng ta thực hiện cái việc đo tiếp theo. Đấy, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái điểm đầu tiên này. Rồi mình kích tiếp vào điểm này. Đấy, chúng ta độ dài 5.000. Rồi chúng ta kích vào điểm này. Đấy, nó lại đo tiếp đến cái điểm khác. Thì mục đích của cái lựa chọn này là nó giữ nguyên cái điểm đầu tiên làm cái điểm kích ban đầu và để các bạn đo đến tất cả những cái điểm mà các bạn cần đo kích thước. Nhưng mà mỗi lần các bạn đo cái lần đo tiếp theo thì nó sẽ xóa bỏ cái đường đo đầu tiên đi. Rồi bây giờ mình kích vào clear. Chúng ta xem còn lựa chọn thứ ba là point line. Ta kích vào đây. Rồi, công cụ này hoạt động như nào? Các bạn kích vào điểm như này. Kích vào điểm này. Rồi các bạn thấy là khi mình kích vào điểm này thì nó cho chúng ta đo tiếp bắt đầu từ cái điểm cuối cùng chúng ta kết thúc. Rồi mình kích vào điểm này. Đấy. Và nó sẽ cộng dồn cái độ dài lại với nhau. OK, mình kích. Đấy, thì các bạn thấy là nó cộng dồn các cái đoạn độ dài mà các bạn đo. Đấy. Đoạn từ đây vòng đến đây, đến đây, đến đây thì nó hiển thị độ dài các bạn đo được là 30.190 mm. OK, các bạn kích vào clear. Đấy là cái lựa chọn. Các bạn chọn point line, tức là đo liên tiếp và nó cộng dồn. Rồi OK, cái lựa chọn tiếp theo là accumulate. Thì là như thế nào, nó cũng ý nghĩa là nó cộng dồn nhưng mà nó không cần phải đo những cái độ dài liên tiếp nhau. Bạn có thể đo những cái độ dài đoạn thẳng mà ở các cái vị trí khác nhau được. Ví dụ mình kích hoạt công cụ này. Bây giờ mình bắt điểm này. Bắt điểm này. Bắt điểm này.
Đấy, các bạn thấy nó 12.000 nhưng mà nó không lấy cái điểm cuối cùng mình bắt để chúng ta bắt đầu một cái điểm đo, mà nó cho chúng ta lựa chọn một cái đường thẳng bất kỳ ở vị trí bất kỳ mà không lệ thuộc vào cái điểm mà chúng ta vừa kích chọn. Ok, mình kích vào đây. Ta lại kích ra đây. Đấy, nó ra 21.600 này. Đấy, các bạn có thể kích ở các cái vị trí khác nhau. Nó sẽ cũng sẽ cộng dồn nhưng không ép buộc. Các cái đường thẳng này nó phải liên tiếp nhau. Ok, chúng ta kích vào clear. Rồi mình có công cụ tiếp theo là công cụ đo góc. Kích vào đây. Mình sẽ thử đo một cái góc. Ok. Bắt vào đây. Bắt vào đây. Đấy, các bạn thấy nó đo góc này là góc 90 độ. Rồi mình clear. Chúng ta có đo diện tích nữa. Kích vào area này. Rồi mình thử tạo diện tích này. Diện tích này. Rồi, mình đo diện tích của cái mảng tường này. Đấy, các bạn thấy này. Nó ra diện tích của cái mảng tường này cho chúng ta. Ok, chúng ta kích vào clear. Rồi, một cái điểm nữa mình muốn nói với các bạn là chúng ta có một cái công cụ lock ở bên này. Đấy, khi các bạn lựa chọn công cụ lock, ví dụ ở đây các bạn có nó có lựa chọn X, Y, Z vân vân. Thì cái lựa chọn X này chẳng hạn, mình nói ví dụ một cái thôi, cái khác các bạn tự thực hành. Khi các bạn lựa chọn X ý, thì nó sẽ khóa khóa cho phép các bạn là chỉ đo độ dài theo phương X thôi mà không cho các bạn di chuyển chuột theo các phương khác. Ví dụ ở đây mình chọn point to point. Mình chọn log như thế này. Mình bắt một điểm. Đấy, các bạn thấy là nó không cho phép các bạn bắt ra chỗ khác mà nó sẽ chạy dọc theo phương x như thế này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Thì đây là khi các bạn khóa. Ok, mình chọn none. Đây có mấy lựa chọn khác nữa thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Rồi mình kích vào none, mình kích vào clear. Rồi mình chọn lại công cụ point to point. Mình kích vào điểm này. Kích vào điểm này. Ok. Thì các bạn thấy tạm thời cái đường này khi các bạn đo ấy, nó là đường kích thước tạm thời. Nhưng khi các bạn muốn chuyển cái đường này thành đường đường thẳng cố định và nó lưu lại ở trên cái view nhìn này thì chúng ta sẽ sau khi các bạn đo xong ấy, nó có một lựa chọn là convert to red line, các bạn kích vào đây. Thì các bạn thấy là cái đường thẳng này nó chuyển thành cái đường thẳng màu như thế này và đồng thời ấy, nó tạo ra một cái view nó tạo đồng thời nó tạo ra một cái viewpoint ở đây ở bên cái shape viewpoint này. Các bạn có thể đổi tên cái thằng này. Tụi mình rename nó đây. Dimension. Ok, mình kích như thế. Rồi, bây giờ mình kích Escape hoặc là các bạn kích vào nút này là bỏ. Rồi bây giờ mình thoát ra ngoài như này. Rồi mình kích vào Dimension thì các bạn thấy nó lại xuất hiện cái đường này. Đấy, tại cái viewpoint mà các bạn khi các bạn chuyển một cái đường kích thước tạm ra dạng red line để convert to red line thì nó tự động nó tạo viewpoint và cái đường kích thước này là tồn tại cố định. Trừ khi các bạn xóa cái đường này đi thôi, chủ động xóa, còn không thì nó sẽ tồn tại ở đây và nó tạo một cái viewpoint gắn liền với nó. Ok. Vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách đo kích thước, đo diện tích, đo kích thước, đo diện tích và đo góc trong Navisworks và một số các cái lựa chọn để các bạn đo. Ok. Nó rất là dễ đúng không? Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.